sử dụng súng để bắt đầu đi xâm chiếm thuộc địa. Và năm 1511 họ đã tấn công lên mảnh đất này và chiếm toàn bộ Malaysia, đó chính là người Bồ Đào Nha. Đầu thế kỷ 16, Malaysia rơi vào tay của người Bồ. Và người Bồ họ chiếm được Mã Lai rồi thì họ phát triển cái eo biển này cực thịnh luôn. Xin thưa là cực thịnh, tại vì dưới thời người Bồ eo biển này tàu buôn đến rất nhiều và họ cực kỳ an tâm với sự bảo vệ của người Bồ, tại vì họ có quân đội mạnh, có vũ khí tối tân. Và họ xây luôn một pháo đài kéo dài hàng cây số nằm dọc bờ sông và kéo ra đến biển Malacca. Và pháo đài đó bây giờ còn cái nền móng rất rõ. Một lát nữa khi mình đi phố cổ xong, mình ra mình nhìn thấy pháo đài luôn. Tuy nhiên, tại sao lại còn nền móng? Vì sao? Vì người Hà Lan đâu có thống trị đây hoài được. Năm 1641, sau 130 năm họ cai trị Malaysia, thì có một quốc gia thứ hai đã dùng chiêu dùng mẹo, đã bỏ thuốc độc vào nguồn nước uống của người Bồ. Và tất cả lính người Bồ Đào Nha khi mà sử dụng nguồn nước đã bỏ độc thì họ chết hết, chết hầu như hết luôn á. Và quốc gia đó không cần phải đánh, phải chiếm, mà họ vẫn chiếm được mảnh đất Malaysia này, đó chính là người Hà Lan năm 1641. Để chúng ta khi nào mình tí nữa mình ra quảng trường, có một cái quảng trường có tên gọi là quảng trường Hà Lan, và nơi đó có một cái nhà thờ đạo Thiên Chúa giáo gọi là nhà thờ Malacca. Nhà thờ này thì không phải ngày nào cũng mở cửa và không phải lúc nào cũng có thánh lễ. Chợ xin thưa là nhà thờ này chỉ có giờ hành chánh thôi và thánh lễ là vào chủ nhật thôi. Đó, nhưng mà vẫn có ngay nhà thờ ngay chỗ mình chụp hình luôn, ngay cái quảng trường Hà Lan đó. Thì vì người Hà Lan, người châu Âu họ đem đạo Thiên Chúa qua, và bây giờ mảnh đất này là quốc giáo là Hồi giáo, nhưng mà vẫn có nhiều tôn giáo khác, bên đó vẫn có Thiên Chúa giáo phát triển ở đây. Đó, và người Hà Lan họ cai trị ở đây, họ phát triển eo biển Malacca, đồng nghĩa với việc họ đi bắt đầu đi khai thác thuộc địa, giống như là người Pháp đã từng đến Việt Nam mình để khai thác thuộc địa, đó là bình thường thôi. Tôi cai trị thì tôi phải đi khai thác thuộc địa thôi. Và họ đi khai thác thuộc địa. Và ở Malaysia có một loại khoáng sản mà để quốc gia thứ ba họ rất thèm muốn đất nước Malay. Mà quốc gia này họ không dùng chiến tranh, không thả độc vào nguồn nước, không đánh. Quốc gia này cực kỳ nổi tiếng. Quốc gia này đã từng tìm ra nước Úc, châu Úc. James Cook, sau đó là ông Arthur Phillip, đến ngày 26 tháng 1 năm 1778 để tìm ra nước Úc. Đó là rồi hiện nay vì vua của quốc gia này là đứng đầu Canada này, Úc này, New Zealand này, Papua New Guinea này và còn nhiều nước nữa. Đó chính là nước nào ạ? Nước Anh. Nước Anh. Nước Anh họ không dùng chiến tranh để xâm chiếm Mã Lai. Nước Anh họ dùng ký kết thỏa thuận với người Hà Lan. Họ ký một văn bản với người Hà Lan, họ sẽ thay người Hà Lan cai trị Malaysia 30 năm. 30 năm sau họ sẽ hoàn trả Malaysia cho người Hà Lan. Nhưng đó chỉ là văn bản thôi. Văn bản ký xong xé được. Và họ không trả lại Malaysia cho người Hà Lan. Vì ở Malaysia có một loại khoáng sản mà người Anh họ rất thích. Và loại khoáng sản đó cực kỳ nổi tiếng. Và hiện nay chỉ có hoàng gia Malaysia được phép mở showroom và được phép khai thác thôi. Khoáng sản này chúng ta sử dụng hàng ngày luôn á. Nhiều khi mình không biết, không phải dầu, dầu gì? Khoáng sản mà dầu, dầu, dầu mỏ hả? Không, nó không phải dầu mỏ. Thời đó là gì mà đào là dầu mỏ, có công nghệ để nghiên cứu đào là dầu mỏ. Và đó chính là nhà mình biết cái lon Coca mình hay uống á, lon bia mình hay uống á, bật cái nắp ra, lớp bạc bên trong đó là gì? Lon sữa hộp của em bé uống á, lon sữa hộp bé uống anh. Thiết, đúng rồi, đó là thiết. Tin, thiết nha cả nhà, nhớ giùm em nha, thiết nha. Royal Selangor là thiết của vua Mã Lai. Và trong khu vực này thì Malaysia là thiết nhiều nhất. Và người Anh họ rất mê cái này, vì đó là vàng trắng mà. Đó, người Anh họ đã xâm chiếm và họ khai thác thuộc địa, và họ xây dựng rất nhiều ở đất nước Malaysia này. Nhưng có một giai đoạn 3 năm 8 tháng thì nước Anh phải nhả Malaysia ra để cho một nước khác họ cai trị. Và nước này họ không biết là họ làm gì ở mảnh đất Mã Lai, nhưng mà Hùng nhìn thấy nhiều tượng đài là lính Malaysia đạp lên mình của ông, những cái người lính này. Và đất nước này cũng đã từng cai trị Việt Nam mình. Đất nước này chiếm cả một nửa nước Trung Quốc. Đất nước này chiếm cả Bắc Hàn, Bắc Triều Tiên, Nam Hàn Quốc. Đất nước này chiếm cả Đông Nam Á luôn. Và đó là ai ạ?
Nhật Bản 3 năm 8 tháng người Nhật cai trị Malaysia. Nhật Bản nha cả nhà. Nhật ở đâu lòi ra? Là tại vì Nhật đã hình thành nên phe phát xít. 1939 nổ ra chiến tranh thế giới thứ nhất, đúng không ạ? Có 3 quốc gia, châu Âu là 2, châu Á Thái Bình Dương là 1, châu Âu là Ý và Đức, còn châu Á mình là Nhật. Ba ông liên kết với nhau tạo thành phe phát xít để gì ạ? Để xâm chiếm thuộc địa của đồng minh, vơ vét thuộc địa để kiếm tiền, củng cố đất nước của mình. Người ta nói rằng ở bên Đức có hai người đàn ông, một người, hai người này là cùng ngày cùng tháng cùng năm nha, sanh á, mất là không cùng đâu, nhưng mà sanh là cùng ngày cùng tháng cùng năm á. Một người làm cho cả thế giới cười, một người làm cho cả thế giới khóc. Sạc lô, sạc lô là người làm cho cả thế giới cười, đúng không ạ? Hitler là làm cho cả thế giới khóc, tại vì thế chiến thứ nhất lấy đi sinh mạng của 60 triệu người, gấp đôi dân số Malaysia. Thế chiến thứ hai á, lấy đi 60 triệu người. Ông này cũng dữ ha, ông vừa hít vừa le được á, tài. Nhưng mà ông này còn thua một bà Việt Nam mình, bà Phùng Há. Bà vừa phùng và bà vừa há được. Để vui thôi nha mình. Yeah. Rồi nha mình, thì khi mà nổ ra thế chiến thứ hai bùng nổ à, thì hầu như thuộc địa của đồng minh là đều bị phát xít họ nắm hết rồi. Nói một chút xíu về thế chiến thứ hai ở bên mặt trận châu Âu, Hitler làm một điều mà thế chiến thứ nhất không làm được, đó là chiếm nước Pháp, chiếm thủ đô Paris mà. Thủ đô Paris là Hitler chiếm rồi. Nhưng mà Hitler không khôn lắm, tại vì ông phía tay ông giáp với lại là Liên bang Xô Viết, nó mạnh vô cùng. Cho nên ông Hitler phải ký một cái văn bản thỏa thuận với... thấy không chiếm được nước Anh thì bắt đầu Hitler quay về mặt trận phía tây, xé hiệp ước là không xâm chiếm lẫn nhau với lại Liên Xô, tấn công để chiếm Moscow. Quý vị biết không, gần đánh tới Moscow rồi, gần chiếm được thủ đô Moscow, nhưng tại vì ở đó gọi là trời giúp Moscow là chỉ âm 40 độ C, lính Đức không chịu nổi cái lạnh đó, và Hồng quân Liên Xô đã phản lại và đã đẩy quân Hitler ra khỏi lãnh thổ của mình. À, nhưng sau đó thì Mỹ phải nhảy vào để chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai mặt trận châu Âu. Vì cả hai cuộc chiến Mỹ rất thông minh, đều bán vũ khí, và kết thúc hai cuộc chiến tất cả đều là con nợ của Mỹ hết, đúng không ạ? Thế chiến thứ hai cũng vậy mà. Bắt đầu Mỹ cảm thấy phát xít quá mạnh rồi, Nhật chiếm hết thuộc địa của đồng minh rồi. Mỹ đã đưa lời cảnh báo cho nước Nhật là cấm vận xăng dầu. Nhưng Nhật Hoàng cực kỳ mạnh, ông ta không quan trọng, không quan tâm Mỹ là ai. Và Nhật Hoàng đã liều lĩnh làm một trận gọi là vang dội luôn. Trận đó người Mỹ không hề ngờ tới, đó là trận Trân Châu Cảng. Nhật Hoàng đã cho tàu và máy bay cảm tử đánh thẳng vào Trân Châu Cảng, quần đảo Hawaii, nơi mà hạm đội mạnh nhất hành tinh đang neo đậu ở đó, là hạm đội châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị, có những chiếc tàu mang tên Elena rất đẹp và to nhất thế giới về hải quân, nhưng mà Nhật họ đã làm được, họ ném phá nát Trân Châu Cảng. Mỹ nghĩ bắt buộc phải kết thúc mặt trận châu Âu bằng cách là gì? Nhảy vào cuộc chiến, tham gia cùng đồng minh, cùng với lại Pháp, Anh, Liên Xô, kẹp ông Hitler vào giữa. Và ngày 30 tháng 4 1945, Hitler tự sát. Và chúng ta có 30 tháng 4 1975, không phải con số, không phải ngẫu nhiên, họ trùng hợp đâu nhà mình. À đó, và mặt trận châu Âu hết rồi, nhưng mặt trận châu Á Thái Bình Dương, Malaysia, nhiều quốc gia rơi vào tay của người Nhật. Người Nhật tham vọng, họ rất là mạnh, họ dám đánh vô Trân Châu Cảng là mình biết rồi. Và người Mỹ cũng muốn kết thúc luôn chiến tranh thế giới thứ hai ở mặt trận châu Á Thái Bình Dương. Và họ nói rằng có hai phương án. Một là người Mỹ sẽ dùng hải quân đưa tàu đổ bộ lên nước Nhật để đánh. Nhưng mà phương án này thì tốn rất nhiều về vũ khí và con người. Và bây giờ người Mỹ họ đã chế tạo ra bom hạt nhân rồi. Họ nghĩ rằng phải thả bom hạt nhân xuống thủ đô Tokyo. Nếu ném một trái xuống thủ đô Tokyo, họ nghĩ rằng Nhật Hoàng sẽ đầu hàng. Nhưng vì nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, người Mỹ không ném xuống thủ đô Tokyo. Thứ nhất, thủ đô Tokyo đã bị tàn phá bởi chiến tranh, sẽ không tính được cái sức công phá của cái trái bom nó như thế nào, đúng không ạ?
Thứ hai, ông Bộ trưởng Bộ Phòng của Mỹ cùng vợ có một chuyến du lịch rất đẹp trước đó ở thủ đô Tokyo, và ông có kính tượng đẹp về thủ đô này, cho nên là cuối cùng ông đã chọn thành phố Nagasaki để ném trái đầu tiên. Và lúc đó trái đầu tiên xuống thì nó tàn phá, sức tàn phá nó kinh khủng lắm. Mình biết bom nổ xuống, nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò, lợn gà, tất cả là đống đổ nát. Nhưng mà Nhật Hoàng vẫn chưa đầu hàng, cho nên tiếp tục ném trái thứ hai Hiroshima, và Nhật Hoàng đầu hàng. Nhật Hoàng đầu hàng thì rất nhiều quốc gia trên thế giới này, đặc biệt là ở vùng khu vực châu Á Thái Bình Dương, chúng ta sẽ có cuộc cách mạng tháng 8 để giành thắng lợi, giành độc lập. Việt Nam mình là ngày 19 tháng 8 đúng không quý vị? 19 tháng 8 ánh sao tự do đem tới mà, cờ bay nơi nơi muôn ánh sao vàng. Nhưng đến mùng 2 tháng 9 chúng ta mới có quốc khánh, tức là quý vị đi tour này về xong là nghỉ lễ quốc khánh luôn á. Là chúng ta dịp đó chúng ta có độc lập và nhiều quốc gia hơn nữa. Nhưng ở Malaysia này họ phải chờ, họ không làm cách mạng, họ không làm khởi nghĩa, họ chờ gì? Họ chờ lính Nhật rút. Mà chờ ai? Đi giải giáp lính Nhật, chờ người Anh giải giáp lính Nhật về thì họ mới độc lập. Nhưng khi mà người Anh đến đây để đưa lính Nhật về thì người Anh đã ở lại đây trị vì tiếp, cai trị Malaysia tiếp. Họ vẫn đang rơi vào tay của người Anh. Từ 1945 lại tiếp tục là người Anh họ cai trị Malaysia. Phải đến cuối tháng 8, lúc bấy giờ ông chú của Hùng á, thủ tướng đầu tiên của Malaysia tên là Putra, ông bay qua thủ đô London, ông yết kiến nữ hoàng Anh Elizabeth. Lúc đó bà Beth mới lên ngôi được có 3 năm thôi. Ông nói với bà Beth rằng là: Beth ơi, em cai trị nước Anh lâu quá rồi, bây giờ anh đích thân qua đây này, xin em cho anh độc lập được không? Thì Beth thấy chú em đẹp trai quá, thì ok anh trai ơi. Nói thật ra đó chính là cái chính sách ngoại giao của thủ tướng Malaysia, ông rất giỏi. Để ngày hôm nay mình biết không, có một thành phố mới xây dựng mang tên của ông luôn á. Ông bay qua London, ông thương thuyết với nữ hoàng Anh Elizabeth, và cuối cùng nữ hoàng Anh quyết định ký sắc lệnh cho Malaysia độc lập. Và ngày 31 tháng 8 1957 là ngày quốc khánh của đất nước này. 1957 chứ không phải 1945 cả nhà nha. Độc lập cho tới ngày hôm nay. Và 1960 tới bây giờ họ kết thúc hoàn toàn tiếng súng trên lãnh thổ này. Họ chỉ tập trung làm kinh tế thôi. Vâng, đó chính là tóm gọn lịch sử của Malaysia, của đất nước mà chúng ta đang đến, cũng như là điểm tham quan mình đến là thành phố Malacca, phố cổ Malacca. Dạ đúng không ạ? Cảm ơn. Là chúng ta sống nhờ du lịch, sống nhờ phố cổ. Còn người dân ở đây họ không bao giờ sống nhờ phố cổ, vì họ không bán vé, không thu vé. Xe cổ vẫn chạy bình thường, chỉ có xe to không được chạy thôi. Chỉ có người dân họ không bán đồ thôi. Dân ở đây là được mệnh danh là thành phố của những người lớn tuổi, thành phố già. Tại sao lại gọi là thành phố già thì mình biết rồi, thành phố lịch sử. Còn thành phố những người lớn tuổi là sao? Những ngày đầu tuần con cái họ không ở nhà, tất cả con cái thanh niên ở thành phố này đầu tuần họ sẽ đi về thủ đô làm việc kiếm tiền. Chỉ 3 ngày cuối tuần, 3 buổi tối cuối tuần là họ về đây để thăm gia đình, thăm ông bà và cha mẹ thôi. Đó là tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Nhưng mà vui nhất là tối thứ 6 và tối thứ 7, vì họ không đi làm, là họ về thăm quê. Lúc đó là nhộn nhịp nhất cho thành phố này. Còn bây giờ mình đi phố cổ, mình đừng ngạc nhiên: Hùng ơi, tại sao bây giờ đóng cửa hết rồi? Tại vì người ta đâu có buôn bán gì đâu. Nhà mình buổi sáng 11 giờ các cụ mới mở cửa, nhà của người ta chứ không phải đi thuê mặt bằng. 11 giờ mới mở cửa, đó là cách sinh hoạt của các vị ở đây. Có thể sáng sớm họ đi tập thể dục sớm, nhưng mà mở cửa bán tạp hóa, bán hàng là 11 giờ. Họ mở đến 5 giờ, 4 giờ là họ đóng. Họ bán cho người dân vòng vòng ở đó thôi, chứ không phải là họ bán cho khách du lịch. Họ không phải sống nhờ du lịch mà. Hùng xin thưa với nhà mình, họ không sống nhờ du lịch. Nếu như sống nhờ du lịch sẽ có cổng bán vé như Hội An Việt Nam, để lấy cái tiền vé đó hỗ trợ những nhà muốn trùng tu. Mặc dù không bán vé nhưng mà ở đây người ta cũng không được xây dựng nhà của mình một cách tự do, vì là di sản văn hóa của thế giới, được công nhận năm 2008. Ngày 7 tháng 7 năm 2008, Tổ chức Khoa học Thế giới, viết tắt là UNESCO, công nhận phố cổ Malacca là di sản văn hóa thế giới. Nhà mình cho em Hùng dặn cái này một tí rất là quan trọng nha. Cái này rất quan trọng này. Đoạn này em cũng dặn, nhưng mà cũng có một đoạn dính.
Ở đây mình không nên đổi tiền cho người không quen biết. Đổi tiền là đổi làm sao? Tức là vậy này, có một người đàn ông râu hùm mà mén mày ngài giống như kiểu người Trung Đông á, và một cô nhỏ nhỏ thon thon người Việt Nam này, là họ có tổ chức luôn á, họ bài bản mà tổ chức luôn. Cái cô đó là người Việt Nam mà, nên là chồng em, chị em chào chị, em là người Việt Nam, chồng em ngày mai tụi em bay về bển rồi, em không có thời gian về Việt Nam, chị có thể đổi giùm em tờ 100.000 Việt Nam để em làm kỷ niệm được không, em có 100 đô để em đưa cho chị, đúng không quý vị? Rất là tin mà. Và cầm tờ 100 đô nó là xong rồi đó, cái nhà mình khách của Hùng đã bị rồi nha. Hùng dặn rồi nhưng mà ngủ không mà không nghe nói. Để khi khóc với Hùng thì khóc với con có làm gì được, tại vì họ lên xe không đang, họ chạy rồi, lên xe họ chạy rồi mà. Cầm tờ 100 đô đó để đổi được 100.000 á, là cuối cùng là móc ra 500 đô luôn. Có như trong người nó móc ra hết 500 đô đó để dành, con cho đi để dành để qua Malaysia mua gì, mua sô cô la, mà cuối cùng là móc ra đổi tờ đồng tiền Việt là móc ra hết luôn quý vị. Đó là thôi miên. Mình không biết chỗ nào có nha, nhưng mà ở đây sẽ có. Và còn em xin thưa với nhà mình này, ở đây cũng không khác gì Sài Gòn, dân góp rất nhiều, hay là Hà Nội. Vậy thôi nhà mình ơi, đây có rất là nhiều những chàng trai là định cư bất hợp pháp, tức là hết hạn visa mà không về, vì đất rộng người thưa, không cảnh sát, không thể nào ngày nào. Ở đây mình thấy cảnh sát ngoài đường không? Không có nha. Cảnh sát ngoài đường là không có rồi đó, tại vì họ cũng kiểm tra bằng hệ thống camera giám sát xe, tất cả mọi phương tiện là như vậy hết. Lâu lâu kẹt xe mới có cảnh sát thôi, hay là có accident, có tai nạn thì mới có cảnh sát. Còn bình thường có cảnh sát đứng ngoài đường tiếp xe vô kiểm tra đâu? Không có. Thì thành thử ra là đất rộng người thưa, và những trường hợp mà như vậy thì họ vẫn có hoạt động. Cho nên là dặn trước nhà mình, vui lòng đi đâu thì đi theo đoàn giùm em, chụp hình thì trong nhà mình chụp với nhau, khác với lại bên Singapore một tí, đừng có đi bộ vừa cầm cái máy vừa lia xe, mà mình biết xe phân khối lớn đúng không? Hồi nãy mình thấy xe nó chạy không, xe Honda đó, thằng kia nó chạy mà nó nằm trên xe vậy này, đưa hai chân thẳng đằng sau á, nó chạy đường cao tốc á, xe mình chạy 100 cây số mà nó chạy 130 cây số, mặt cái véo, không biết chuyện gì xảy ra nếu mà nó có chuyện gì luôn á, nó nằm thẳng đưa chân ra, kinh khủng luôn á. Hồi nãy nè, trên đường cao tốc á, chắc mình ngủ á, em đâu ngủ, thấy không? Thấy đúng không ạ? Đó, khó, nếu ai không ngủ là thấy. Nó nằm thẳng ra vậy này quý vị, nằm trên yên xe á, nó đưa hai chân ra tụt dài ra đằng sau á, nó nằm xuống nó dặn ra vậy này, mà nó xe mình chạy 100 cây số mà nó vượt cái dèo. Không thấy nó đâu chứ. Đó thì mình biết xe bên này họ chạy xe phân khối lớn. Mà lia lia điện thoại ra mà nó eo ngã lại không chịu nha. Không nói thì nói để chi, để mình cảnh giác thôi, chứ không phải là nó ghê gớm. Ở đâu cũng vậy thôi. Đúng không ạ? Ở Singapore nó quá nhỏ, chạy đâu được. Còn ở Malaysia nó quá rộng rộng như Việt Nam mình. Cái gì mà ở Sài Gòn mà đi một số con đường mà mình lê vậy, bọc liền với ở đó, dân góp không mà. Dạ, dân Sài Gòn thì không có, nhưng mà nhiều khi dân Sài Gòn bây giờ mà bán nhà bán cửa đi ở trọ cũng nhiều khi bí quá, cũng làm liều bình thường à. Em thấy cái khu của em á, toàn bộ dân Sài Gòn là bán nhà cho dân ở đâu không à. Bán nhà hết, nhà có cái nhà mấy đứa con chia nhau bán hết trơn. Đó là bình thường. Thì tí nữa xe mình dừng điểm A, tham quan điểm B và điểm C, lên xe điểm D, một đường thẳng. Nhà mình hình dung như gì? A, B, C, D, không quay lại điểm A. Đi là đi một lèo luôn, đi từ A, B, C, D. Nhớ nhớ nha nha. Đừng nói rằng đứng đó chờ Hùng tí quay lại. Em không quay lại đâu nha. A, B, C, D. Dạ, A, B, C, D. Dạ. Khoảng đâu đó tầm 1 cây số trở lại. Dạ cả nhà, 1 cây số trở lại thôi, không xa đâu. Dạ, phố cổ ở đây nó cũng nhỏ thôi, không có xa. Đi là 1 cây số là mình tính cho nó vô giả ra một tí. Dạ, 1 cây số trở lại thôi. Để thì mình đi dạo phố cổ, chiều mát mát, đẹp trời, đi dạo phố cổ. Đi xong rồi nhớ ra cái quảng trường Hà Lan đó cả nhà, chụp hình cái chỗ mà có cái dòng chữ là I love Malacca. Nhớ nha, chụp đâu cái nha, chụp đâu cái, làm gì làm chụp đâu tấm, mày biết cái nơi nổi tiếng trên thế giới. Ở đây có ai biết đảo Bi Đông không, có nghe nói qua không? Không, đảo Bi Đông ở Malaysia chứ Philippines đâu. Chị có nghe qua không chị Linh? Có nghe hồi xưa ở đây không?
Không, thế tốt. Đây này quý vị, đảo Bi Đông nằm ở đây này. Đảo Bi Đông nằm đây. Đây là hòn đảo nổi tiếng. Tại sao nổi tiếng? Nếu mình có người nhà mà đi vượt biên á, là khoảng đâu đó 80% là đưa vào đảo này. Vượt biên thì Hùng xin thưa với quý vị, hồi xưa là nhà tự đóng tàu hoặc là tàu đánh cá của nhà, leo lên tàu người mấy cây vàng là trợ cấp thôi chứ biết làm gì mà sống. Gặp ông mấy ông người Hoa thì ông còn buôn bán mở tạp hóa rồi ông bán được. À, ông không có ông anh ở đây 30 năm, sau đó vô bờ lấy vợ người Mã Lai mở nhà hàng người Việt luôn. Ở đảo 30 năm, kinh khủng không? Sống ở đảo này 30 năm trời, tại vì ông có cơ sở kinh doanh rồi, thì ông sống đó là bình thường, giống như là mình sống ở một đảo Phú Quốc vậy thôi. Dạ, đó là đảo Bi Đông, là khu trại tị nạn rất là lớn và nổi tiếng. À, đa số những người Việt kiều Mỹ là đều ở đảo Bi Đông này, tại vì Mỹ họ có chính sách nhân đạo. À, bắt đầu theo nguyện vọng của từng người, khi anh ra tới đây rồi muốn đi đâu, có người thì đi châu Âu, có người thì đi Mỹ, đi Canada, người thì đi Úc. À, mình nhìn thấy lá cờ đó là lá cờ Malaysia, lá cờ liên bang. Ở đất nước này có mười mấy lá cờ lận nhà mình ơi, mỗi tiểu bang có một lá cờ. Rồi này, vùng lãnh thổ Putrajaya nè, đó là mỗi vùng lãnh thổ là có một lá cờ riêng nữa, rồi có một cái huy hiệu riêng nữa. À, có một huy hiệu riêng nữa. Cho nên là khi mà chúng ta coi cái lá cờ mà sắp tới quốc khánh này là lá cờ, là lá cờ liên bang. À, đây là chưa phải vào khu trung tâm đâu mà còn đóng cửa nghỉ sớm, vào trung tâm thì cũng vắng vắng dễ vậy thôi. Đây là khu tiểu ấn của cô bên Malaysia này nha mọi người. Đó, khu tiểu ấn. À, có rất là nhiều khu Ấn Độ nha, ở Malaysia có nhiều khu tiểu ấn lắm. À, nhất là thủ đô Kuala Lumpur, nó có nguyên một cái khu của người Ấn Độ luôn, cái khu vực Đồng Bá Thú á, mình có đi đó. Nhà mình có soạn đồ thì mình soạn đồ sẵn đi, xe dừng lại thì mình tranh thủ mình di chuyển xuống xe, bất tài đó bất tài sẽ không có đậu xe được lâu đó cả nhà, đậu xuống là đi liền đó, sợ cảnh sát á, nên là nhà mình có đồ thì mình tranh thủ bước xuống luôn. Xe rồi mình nhớ là theo cờ giùm em nha, theo cờ giùm em đi vô cái khu phố cổ, đi dạo phố cổ xong rồi đưa mình đi ra khu quảng trường Hà Lan, pháo đài Bồ Đào Nha. Đồ ba lô nhưng mà đồ là còn để trên xe được gì? Ok. Xe chuẩn bị dừng xuống phố cổ Bồ Đào Nha.